Python programming language bot which is exec hiding eval compile function ក៏ which is compile and main variable print no print a name which is variable and just name like which is variable and just variable name so they call the gun so we said how print a name and just take on it return the gun compile okay we can execute low but you know which is going to be exec which is going to be compile code but yeah I alone when you execute good artwork but artwork so basically the pair that you understand a compile but we are working to win yeah we decide that we don't know the clone guy that you to say code but the clone resource studio die to make you move the home way but then you cap not the wrong item dùng một đàn không bị sổ studio vậy cái hạt vợ cái bà đôi khi này bóng phòng nặng này bà đôi khi này nặng bà đôi trẻ câu nó không phải này hạt vợ cái hé bà kinh kinh error nó lại print này bà anh chắc là xa ta which is basically cứ dương trời đại thừa cả chọp tọt trẻ về thời chọp tọt về thời chọp tọt mùi trẻ bằng vợ anh đi bằng vợ chọp tọt mùi trẻ câu chẳng mình chẳng bà ai khi vơ kiểu mấy bờ dương copy máu dương đạn chẳng gọt vơ đo đại dương đo dương chọc to chẳng mạnh vơ bà ai khi vơ kiểu mấy lutra đo tè which is nơi bé đại dương gì ta ném sẽ được cần sọc bị sệt hơi nơi hàng một cái này dương trời tè bạc cát nơi bạc sla en mùi đồng bầy chọc to anh chẳng như gì ta cái này như gì ta bạc sla en nè đây bị coi vậy bà anh chẳng cái này dương gì bạc sla en bằng cái nông string chứ miền này ta chấp bị tâm đồng cái này bà bị thuộc cả cho to đại dương cho to háo ý bên bị cho bà đam gì đó ok print name đây chỉ variable này phần tay bên đây ta chỉ thay khi chỉ compile code bỏ phải bàn ra rồi anh chương này bên nhóm execute lỡ cái việc work ấy như là sắp bị sập perfect anh chương là design này bóng bột bàn dual bàn đây which is cái đây là cái nó variable này anh nhóm mình thuộc cả chấp cho cái can eval này bên trái đại dương gì đó access lại như gì đó compile code be working mình chẳng ai bớt xin là đi bớt xin nhưng thôi cả change về là nhưng người ta can evil này và compile code good work thế và về ba nhà về hạt vương này cứ đi xa tại nơi không làm xa thì dùng bông chơi để chỉ compile code để dùng anh chọn cái này và cứ bị miễn về thì bỏ cho anh về còn tại bớt xin như vậy ta ok đối dương vậy là print number print more print này do chỉ lẽ cái này mùi compile câu lệnh là mùi hình mơ tới hình clean tờ bằng which is evolving bởi vì vô pick evolving bị chẳng phở mùi integer dễ chọn nữa lý do anh em dễ đẹp print nhé dễ đẹp print đây có nói là mùi bị bày bốn phèm sự tập vợ vậy chứ bán này có cọt chữ vợ và cọt chữ vợ này dễ đẹp mùi bị bày bốn phèm mà dường rồi có nhóm anh dễ đẹp bị chứ mô đẹp bọn nhóm dễ sốc bị sật sẽ ก็บ่ตัวไอ้จังอีวอลให้นึงแอคเซสนี่คือคอกนี่ตรงแต่แอคเซสคือปราวิจิสเวอร์รี่บอชรานอีวอลยังปราวิจิสเวอร์รี่บอชราบ้านเป็นท้ายบ่ยังจองปราวิจิสเวอร์รี่บอชราบ้านเป็นท้ายบ่ยังจองปราวิจิสเวอร์รี่บอชราบ้านเป็นท้ายบ่ยังจองปราวิจิสเวอร์รี่บอชราบ้านเป็นท้ายบ่ยังจองปราวิจิสเวอร์รี่บอชราบ้านเป็นท้ายบ่ยังจองปราวิจิสเวอร์รี่บอชราบ้านเป็นท้ายบ่ยังจองปราวิจิสเวอร์รี่บอชราบ้านเป็นท้ายบ่ยังจองปราวิจิสเวอร์รี่บอชราบ้านเป็
evolution គឺចង់យកអំពីការចងក្រងនៃកំផាលដល់មានចុះតាត់ពីព្រោះថាបើយើងប្រើចុះបន្តច្រើនពេកគឺយើងត្រូវប្រើនៅវិជ្ជាសិក្សានេះបើយើងអត់ចុះបើយើងទៅសេខ្លឹមសារមួយមកឃ្លៀតដាច់ទេបើយើងនិយាយថាprint ដូចយកមកនិយាយយើងនិយាយថាprint សោះពីសិតឡើងនេះមិនចឹងសូមមកខ្លឹមសារឥឡូវបើការចងក្រងនេះទៅមកខ្លឹមសារមកខ្សែគាត់បើអត់មានចុះបន្តហើយក៏វាអត់មានកូដដូចញ៉ៃញ៉ៃដែលមានវេអារីយ៉ាបលច្រើនមកតែមកខ្លះមកខ្សែហ្នឹងទេ អញ្ចឹងហើយបានជាវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងខ្លាញ់នេះអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនឹងបន្តទៀតបាទក្នុងវគ្គក្រោយ